Rồi bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kinh Dũng miền Tây của mình ha. Ở đây thì hai cây trăm lẻ của Vuta anh em. Cây này thì đang phía trước, mới vừa thả dạt nè. Cây này thì thả dạt trước. Của mày giờ đây hết hầu không? Quá. Lúa quá trời trống luôn anh em ơi. Không thì đụng thì đụng biết giống gì. Cô em hay là đài thơm cũng không biết nữa. Nãy giờ vẫn chưa coi. Không, đống lúa này trúng thiệt. Lúa này thì lúa đài thơm anh em ơi. Học nó dài. Cây trăm lẻ này thì đang đi xa mà anh em. Máy này cũng máy độ máy binh không anh em ơi. Gặp cái vàng lúa này quá trời trúng. Quá dữ chứ sao vậy mẹ, lúa để trúng hết đầu như này nè. Lúa nằm sệt đóng nha anh em ạ. Lúa này chạy nặng máy dữ dằn, dày mà cao mà trúng. Vụ đông xuân này miếng nào cũng trúng hết rồi anh em ạ. Miếng nào không cũng từ tháng 2, tháng 2 mấy, tháng 3 không. Máy này độ lên tấm chín luôn rồi anh em. Chính phục tốc độ. Độ xa bư. Đó giờ xa bư lẹ. Giá lúa hổm ngày tuột anh em ơi. Còn có 7.000 mấy, 7.800, 7.900 ký à. Mấy lần trước thì 9.000 mấy, bây giờ còn lại có 7.800, 9.000. Cây này thì đang đi sao à. Hậu dài quá chạy không tập trung anh em ơi. Đẩy thứ gì chưa nói không? Nguyên cặp bánh chín hai cây luôn nha anh em. Còn cái này thì đang kế tiếp luôn anh em ơi. Lúa vụ này miếng đất này trúng đậm rồi anh em ơi. Bông quá trời bông luôn. Còn nó sạc ra. Quá trời lúa luôn mà không thấy xe kéo anh em à. Hết hồng lúa không. Hiện tại hai cây trăm lẻ đang đi xuống nè. Hồng này dài lắm anh em à. Hồng này cũng cỡ 800 mét á. Lúa này công cỡ khoảng chừng 24 lao bao rồi nè. Thấy bông quá trời bông lúa đầy quá đậm ghê. Ôi, lúc này xe kéo đang xuất hiện ra để gom lúa anh em ơi. Bây giờ mới thấy. Lúa còn trắng đồng hết trơn. Tiếp theo xe này thang xuống luôn. Còn hai cây trăm lẻ thì đang lên trên kìa nè. Rồi, trăm lẻ sáng vô luôn anh em ơi.
Rồi, hiện tại cái trăm lẻ đồ hình này ăn cơm anh em ơi. Còn xe kéo thì đang bò vô. Xe đi 3 người ha. Mùa này đi 3 người chỉ mới nổi anh em à. Hiện tại còn cây cắt à anh em ơi, còn cây thì đội hình đi ăn cơm à. Ui, chấm lẽ vậy ăn cơm xong bắt đầu đi lụm nữa anh em ơi. Còn xe kéo đang đi vô là. Chuyến này chơi cái xe đầy ém luôn à. Rồi chấm lẻ vô cắt luôn anh em ơi, nãy giờ ăn cơm vừa xong rồi. Bóc đầu luôn. Hai cây này chạy lơi ghê, không có tập trung gì hết anh em ơi. Này chơi nhập xe luôn. Trời tới nóc luôn anh em ơi. Lúa chúng chạy không muốn nổi luôn. Hai người này hứng trong vip lắm nè. Lúa còn đỏ đồng hết. Chạy thứ gì chưa nói. Xe này đi 3 người anh em ơi. Lúa rồi nè. 23, 24 bao lúa này. Chúng quằn tay luôn anh em ơi. Lúa này gì chịu nổi không, bao này từ 55-57 kg không anh em, một bao vàng, bao này bao bự chứ phải bao nhỏ không, cục mắm miệng không, bao này từ 57-58 kg. Cái này đời 2016 anh em ạ. Hai cây toàn là bánh chín lên tốc độ không mà gặp lúa này là thua. 23-24 vào không. Tấn 2, tấn 3 không. Xe kéo thì cũng đang gần đầy xe rồi anh em ơi. Rồi xe kéo ban vô luôn rồi. Bỏ lại lấy không hết cái dây đó anh em. Dây quá trời dài. Gì đó cỡ hai xe vậy. Còn bò vô. Bao xe này cũng cỡ 5-60 bao vậy xe này. Thank you.
nữ anh em ơi. Độ lên tới nóc luôn rồi. Cây này của Đạt Nguyễn, cây này chạy cũng dữ lắm anh em. Sao bư hết hồn nè. Thế vậy chứ lúa chúng chạy tốc độ chạy không được anh em ạ. Tốc độ quá ra lúa bà con ta. Lúc này thì đội hình tranh thủ để kéo lúa anh em ơi. Quá trời lúa ở ngoài đồng. Kéo liên tục luôn. Đây đống lúa bên này chưa gom nữa nè. Ôi trời ơi, lúa này anh em hết hồn lúa không? Nguyên dây luôn. Còn cây 100 đang đi xuống luôn. Còn vét cái bời nữa là rồi anh em ơi. Vét bờ bật rồi cho nó ngon lành của người ta cho bà con.